Không cần phải đến Dubai, Las Vegas, Barcelona hay Singapore, giờ đây người dân và du khách thành phố Hồ Chí Minh có thể thưởng thức chương trình nhạc nước hoành tráng nhất tại khu nhạc nước ngoài trời lớn nhất Đông Nam Á ở The Global City, nơi được mệnh danh là khu trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh. Đêm hội đầu tiên chính thức khai trương giai đoạn 1 của khu nhạc nước ngoài trời lớn nhất Đông Nam Á nằm trong chuỗi sự kiện lễ hội nhạc nước The Fountain Festival đã diễn ra vô cùng thành công vào tối mùng 1 tháng 9 và mùng 10 tháng 9 vừa qua, với sự góp mặt của hàng loạt ca sĩ hàng đầu Việt Nam hòa mình trong những màn trình diễn nhạc nước đẳng cấp quốc tế, áp dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến nhất về âm thanh, ánh sáng, hệ thống phun nước và hiệu ứng laser rực rỡ, mang đến một bữa tiệc nghệ thuật mãn nhãn. Liên tiếp các tuần sau đó, chuỗi sự kiện sẽ tiếp tục diễn ra vào các ngày 17 tháng 9 và 24 tháng 9 tại The Global City. Chuỗi sự kiện sôi động này cũng là cột mốc đánh dấu khu nhạc nước tại Kênh Đào đã hoàn thành đúng tiến độ của giai đoạn 1. Đây là cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển và hoàn thiện dự án khu đô thị biểu tượng The Global City, minh chứng cho cam kết của Master I Home khi phát triển The Global City trở thành điểm đến đẳng cấp với những tiện ích tầm cỡ quốc tế cho khách hàng và người dân thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến vào cuối năm 2022, khi toàn bộ kênh đào 2 km được đi vào hoạt động, khu nhạc nước sẽ có quy mô hoành tráng gấp 5 lần hiện tại và lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á. Nổi danh trong giới đầu tư bất động sản ngay từ khi vừa ra mắt, The Global City là khu phức hợp chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, được thiết kế và quy hoạch bởi công ty kiến trúc hàng đầu thế giới đến từ Anh Quốc Foster & Partner, đặt tầm nhìn trở thành một khu đô thị biểu tượng, một khu trung tâm mới sôi động tại thành phố Hồ Chí Minh, sánh ngang với những khu trung tâm hàng đầu trên thế giới tại Singapore hay Hồng Kông. Hiện tại, Thục Anh đang có mặt phía trước khu vực nhà mẫu của siêu dự án này, nơi đây được mệnh danh là Lifestyle Hub lớn nhất Việt Nam với tổng diện tích lên tới 10.000 m², dự kiến sẽ được hoàn thiện trong tháng 10 năm nay. Và sau khi thành hình, đây sẽ là nơi tiếp đón những vị khách hàng tiềm năng, những chủ nhân tương lai của dự án The Global City. Không chỉ nhà mẫu, nhà phát triển Master I Home cũng đang gấp rút hoàn thiện các tiện ích nội khu của The Global City. Hiện tại, các tiện ích giải trí và khu nhà phố thương mại Soho tại The Global City vẫn đang đảm bảo tiến độ xây dựng đúng cam kết. Toàn bộ phần móng các nhà phố Soho đều gần như đã hoàn thiện. Phần khu Zoe và Ethan đã hoàn thiện móng và xây dựng kết cấu đến tầng 1, phần khu Mode đã xây dựng kết cấu đến tầng 2. Khu vực công viên nội khu với mật độ cây xanh cao đang được ưu tiên hoàn thành trong quý 1 năm 2023. Đặc biệt phải kể đến kênh đào dài 2 km với khu nhạc nước hiện đại và quy mô lớn nhất Đông Nam Á đang được thi công ngày và đêm, đảm bảo tiến độ để khu vực đi vào hoạt động từ quý 4 năm nay. Hệ tiện ích nội khu của The Global City không những mang đến phong cách sống chuẩn quốc tế mà còn mở ra cơ hội đầu tư hiệu quả với giá trị tăng dần theo thời gian. Từ khu nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á đến khu nhà mẫu quy tụ những tiện ích giải trí, ăn uống, mua sắm, khu nhà phố Soho sôi động hay trung tâm thương mại rộng 123.000 m², quy mô lớn nhất Việt Nam. Đây đều là những yếu tố bảo chứng cho tiềm năng tăng giá của khu đô thị The Global City theo thời gian, đồng thời mang đến cơ hội sinh lời cao cho các nhà đầu tư. Việc tổ chức chuỗi sự kiện lễ hội nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á ngay trong tháng 9 là nỗ lực rất lớn và đáng ghi nhận của Master I Home trong tiến độ phát triển dự án The Global City cũng như các tiện ích công cộng đúng như cam kết của doanh nghiệp này nhằm mang lại trải nghiệm xứng tầm cho khách hàng và khẳng định giá trị đầu tư cao của dự án. Không chỉ sở hữu hệ tiện ích nội khu đẳng cấp, The Global City thừa hưởng tiềm năng tăng giá nhờ hạ tầng ngoại khu tại thành phố Thủ Đức đang được đầu tư mạnh mẽ. Chỉ vài tháng tới, hàng loạt cột mốc quan trọng nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực này sẽ diễn ra. Cụ thể, vào tháng 10 năm 2022, dự kiến khởi công nút giao An Phú với tổng chi phí đầu tư lên đến 3.800 tỷ đồng và hoàn thành trong năm 2025. Vào quý 4 năm 2023, tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động. Vào năm 2025, dự kiến sẽ mở rộng cao tốc Long Thành Dầu Giày lên 8 làn xe, về đích cùng thời điểm với sân bay Long Thành giai đoạn 1. Đồng thời, tuyến đường Đỗ Xuân Hợp chạy dọc theo khu đô thị The Global City cũng sẽ được mở rộng lộ giới, tạo thuận lợi cho việc di chuyển trong khu vực thành phố Thủ Đức. Thông thường, tiềm năng tăng giá của một dự án bất động sản sẽ ảnh hưởng bởi những cột mốc hoàn thành các hệ tiện ích nội khu và hệ thống cơ sở hạ tầng ngoại khu mà dự án thừa hưởng.
Tính đến thời điểm hiện tại, trung tâm mới The Global City đang bước vào giai đoạn hoàn thiện thần tốc với những cột mốc hoàn thành liên tục được công bố. Đây không chỉ là liều thuốc an thần cho các nhà đầu tư mà còn góp phần nâng cao giá trị của dự án, thu hút thêm các nhà đầu tư tiềm năng. Tọa lạc tại vị trí kim cương ngay cửa ngõ khu đông của thành phố, The Global City thừa hưởng những ưu thế vượt trội từ làn sóng nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông của thành phố Thủ Đức. Điều này đã đưa khu đô thị trở thành một tâm điểm kết nối các khu vực vệ tinh và CBD quận nhất, tạo ra mật độ kinh tế tốt. Đồng thời, The Global City cũng quy tụ những lợi thế về quy hoạch bài bản, chủ đầu tư tầm cỡ quốc tế. Điều này giúp củng cố giá trị gia tăng cho khu trung tâm mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Có thể thấy, The Global City là một khu trung tâm mới hái ra tiền và là một không gian sống lý tưởng cho người dân của thành phố Hồ Chí Minh. Và đó là những đánh giá của Cà Phê Land. Còn quý khán giả đánh giá như thế nào về dự án này? Hãy comment ý kiến của bạn vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe cho kênh của Cà Phê Land TV nhé. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Xin chào.